Với bà Harris, vị thế ông Trump đang lung lay. Vừa mở tài khoản TikTok, bà Harris nhận về hàng triệu lượt theo dõi. IAEA cảnh báo nhà máy điện Zaporiża đang đối diện mối nguy hiểm. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhận tin bất thường từ Nga liên quan Ukraine. Mỹ, Anh tiếp tục không kích nhằm vào sân bay tại thành phố cảng Holda. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Theo CNN, việc tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử và ủng hộ bà Harris thay thế là bước ngoặt giúp cuộc đua vào nhà trắng trở nên sôi động và khó lường hơn nhiều. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ, mới nhất là cựu tổng thống Barack Obama, tuyên bố ủng hộ bà Harris, trong khi tài khoản gây quỹ của bà nổ liên tục với 126 triệu đô la Mỹ chỉ trong 2 ngày. Man khởi động mạnh mẽ và đầy năng lượng của bà Harris đang trao cho Đảng Dân Chủ niềm hy vọng mới về việc ngăn chặn nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Việc bà Harris tham gia cuộc đua đã làm giảm sự chú ý đối với ông Trump. Ông Trump đang duy trì một vị trí lợi thế nhưng không còn vững chắc như trước. Dù có sự hỗ trợ từ các cuộc thăm dò trước đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho vị cựu Tổng thống đã không gia tăng đáng kể từ sau Đại hội Đảng Cộng Hòa. Sự tham gia của bà Harris cũng khiến ông Trump thận trọng hơn trong một tuyên bố trên mạng xã hội. Bà Harris chế giễu ông Trump vì việc quay xe, trong khi chiến dịch của ứng viên Cộng hòa nhấn mạnh chỉ tranh luận nếu bà Harris chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử. Trước đó, phát biểu trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã từ chối lên lịch tranh luận với đối thủ được cho là của Đảng Dân Chủ Kamala Harris vì bà chưa chính thức được đề cử làm ứng viên của Đảng mình. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steve Chung nêu rõ, chi tiết tranh luận tổng tuyển cử không thể được hoàn tất cho đến khi đảng dân chủ chính thức quyết định về người được đề cử của họ, sẽ không phù hợp khi lên lịch mọi việc với bà Harris vì đảng dân chủ vẫn có thể thay đổi quyết định. Gần đây trong cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất, được thực hiện từ ngày 22 đến 23 tháng 7 sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ 44% trong khi ông Trump nhận được 42%. Dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc thể hiện những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên, nhưng cử tri đoàn của một số bang chiến trường mới là yếu tố quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống khoảng 56% cử tri đăng ký đồng ý với nhận định rằng bà Harris, 59 tuổi, có tinh thần nhẹ bén và có thể đối phó với các thách thức, trong khi chỉ 49% đồng ý với nhận định này về ông Trump, 78 tuổi. Khoảng 80% cử tri đảng Dân Chủ cho biết họ có thiện cảm với ông Biden và tỷ lệ dành cho bà Harris là 91%. 3 phần tư cử tri đảng Dân Chủ đồng ý nên đề cử bà Harris ngay từ bây giờ. Tạp chí People đưa tin, Chiến dịch tranh cử của bà Harris vừa qua đã lập tài khoản TikTok chính thức của Phó Tổng thống Mỹ. Tài khoản TikTok A Harris sẽ là công cụ để bà Harris đẩy mạnh hơn chiến dịch tranh cử trên nền tảng kỹ thuật số. Trước đó, chiến dịch của bà Harris đã có một tài khoản TikTok HQ để truyền tải thông điệp tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ. Tính đến sáng 27 tháng 7 giờ Việt Nam, tài khoản TikTok của bà Harris đã có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, cùng tổng cộng 4,5 triệu lượt thích trong những video đã đăng tải. Nổi bật nhất là video bà nhận cuộc gọi từ vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama về việc chính thức ủng hộ đương kim phó tổng thống tranh cử năm nay đã thu về hơn 12 triệu lượt theo dõi. Video đầu tiên giới thiệu bà Harris sẽ tham gia TikTok cũng đã hơn 10 triệu lượt theo dõi. Việc phó tổng thống Mỹ Kamala Harris mở tài khoản TikTok phần nào cho thấy tầm quan trọng của ứng dụng video ngắn đối với chiến dịch tranh cử. Đây là một công cụ hữu hiệu để tiếp xúc và tiếp cận cử tri. Phó giám đốc chiến dịch của bà Harris, Rob Flaherty, nói với tạp chí People công việc của chúng tôi với tư cách là một chiến dịch tranh cử là vượt qua những ồn ào và đảm bảo chúng tôi có thể trò chuyện với cử tri dù họ ở đâu. TikTok là một nền tảng như vậy và chúng tôi sẽ không bỏ sót điều gì. Sau khi có tin bà Harris tranh cử, biểu tượng cảm xúc cây dừa bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với những hình ảnh và video liên quan đến Phó tổng thống Harris. Trào lưu này được cho là đến từ một phát biểu của bà hồi tháng 5 năm 2023 khi nói về chủ đề thúc đẩy đời sống cho người gốc Tây Ban Nha và nhấn mạnh không chỉ tạo cơ hội cho thế hệ trẻ mà còn phải để tâm đến cộng đồng người cao tuổi phó tổng thống sau đó giải thích rằng với hàm ý mọi người đều sống trong bối cảnh hiện tại và được xây dựng từ những gì đã xảy ra trong quá khứ song nhiều người vẫn khó hiểu với câu chuyện này kể từ khi bà harris thay thế tổng thống mỹ joe biden để tranh cử tổng thống tiktok và các nền tảng mạng xã hội khác đã lan truyền các hình ảnh và video có mặt bà các nhà lập pháp mỹ đang bày tỏ lo ngại về tiktok vì xuất xứ trung quốc tuy nhiên sự phổ biến của nền tảng đối với giới trẻ nói riêng và công chúng nói chung tại đây biến nó trở thành công cụ vận động đặc biệt quan trọng được các chính trị gia hưởng ứng. Trong khi đó, ông Trump chào sân TikTok vào tháng 6. Sau một tháng, tài khoản của ông có hơn 9,2 triệu người theo dõi. Video mới nhất của ông mang tiêu đề Camera Euphoria, tạm dịch Kamala, bà đã bị sa thải, trực tiếp nhằm vào đối thủ của mình. Đầu năm nay, ông chia sẻ với CNBC rằng dù bản thân lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư của ứng dụng, ông tin cấm TikTok sẽ chỉ làm cho Facebook lớn mạnh hơn. Ông Joe Biden đã thổi bùng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi bước ra khỏi đường đua và tán thành phó tổng thống 59 tuổi, bà Kamala Harris, đại diện Đảng Dân chủ tham gia tranh cử. Bà Kamala Harris được kỳ vọng sẽ mang lại động lực mới cho cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Giới chuyên gia dự đoán bà sẽ trở thành ứng cử viên chính thức trong Đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc tổ chức tại Chicago vào tháng 8 tới. Không chỉ cử tri, nhà tài trợ hay chính trị gia mới chú ý đến điều này. Các doanh nghiệp ở Mỹ và trên toàn thế giới cũng đang xem xét ý nghĩa của biến động này. Đối với đất nước và nền kinh tế, quyết định của tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho thấy sẽ có một tổng thống khác vào năm 2025. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ông Biden và bà Harris khó giải mã hơn. Ông Dan Madison, phó giáo sư về chính sách công và hành chính tại Đại học Bang Pennsylvania ở Harrisburg, Mỹ nhận định bà Harris có xu hướng tiến bộ hơn ông Biden, tuy nhiên theo tôi sẽ có sự thay đổi lớn về nền kinh tế. Đồng quan điểm nhóm chuyên gia của Ivercore, ISI dự báo trên tờ The Wall Street Journal rằng với tư cách là phó tổng thống, bà Harris đồng hành chặt chẽ với tổng thống Biden về các vấn đề kinh tế nên khả năng đường lối điều hành của bà có sự tiếp nối nhất định. Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt nhất định trong quan điểm điều hành kinh tế Mỹ của bà so với tổng thống đương nhiệm. Tại một bài phát biểu mới đây, bà Harris cho biết đã xác định mục tiêu xây dựng tầng lớp trung lưu khi trở thành tổng thống. Bà nhấn mạnh, chúng ta biết khi tầng lớp trung lưu mạnh thì nước Mỹ mạnh. Bà ủng hộ ông Biden tìm cách tăng thu thuế các tập đoàn và gia đình thu nhập cao, trong khi giữ nguyên hoặc cắt giảm cho các hộ kiếm dưới 400.000 đô la Mỹ một năm. Hiện tại, chính quyền ông Biden kêu gọi gia hạn nhiều khoản cắt giảm thuế hết hạn sau năm 2025, kết hợp với tăng thuế gia đình thu nhập cao. Về vấn đề thuế, ông Mark Jandy, kinh tế trưởng của Moody's Analytics dự báo, bà Harris sẽ tiếp tục ủng hộ đề xuất của ông Biden về việc tăng thuế doanh nghiệp lên 28% từ mức 21%. Đến thời điểm hiện tại, bà kamala harris vẫn chưa nói nhiều về nền kinh tế và cách điều hành tuy nhiên nhìn lại thời gian làm công tố viên tổng trưởng lý thượng nghị sĩ và phó tổng thống mỹ ở california có thể hiểu rõ hơn một chút với tư cách là tổng trưởng lý bà rất cứng rắn với các công ty dầu mỏ và ngân hàng với tư cách là phó tổng thống bà ủng hộ các kế hoạch kinh tế lớn của ông biden bao gồm xây dựng năng lượng xanh kế hoạch giải cứu nước mỹ và đạo luật giảm phát bà đồng thời cũng ủng hộ đạo luật chips và khoa học đạo luật mà nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để khuyến khích sản xuất chip tại nhà. Bà Harris cũng đã lập luận chống lại thuế quan chung nhưng sẽ để mắt đến Trung Quốc, điều phù hợp với các chính sách hiện hành của chính phủ. Ở thời điểm hiện tại, ông Malinson, phó giáo sư về chính sách công và hành chính tại Đại học bang Pennsylvania ở Harrisburg, Mỹ nhận định một trong những thách thức mà bà Harris sẽ gặp phải bây giờ là tạo dựng được vị thế của riêng mình, đồng thời bảo vệ những gì chính quyền Biden-Harris đã làm điều đó bao gồm cả về nền kinh tế. Phó giáo sư Malinsson nói, nếu bà có thể thuyết phục đủ số cử tri rằng bà có thể giảm lạm phát và tạo việc làm mà không làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu, bà có thể có cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiện còn khó để dự đoán đầy đủ và chính xác chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris. Bà Harris và ông Trump có khoảng cách ủng hộ tranh lệch siết sao trong các cuộc khảo sát gần đây. Economist đánh giá chính sách kinh tế của bà Harris, Kamalanomics khá giống với Bidenomics nên có thể là bất lợi cho chiến dịch tranh cử bởi lẽ đa số người Mỹ đánh giá thấp ông Biden về điều hành kinh tế trong các thăm dò trước đây do bị ảnh hưởng bởi lạm phát Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng là ứng viên tổng thống tiềm năng thay thế ông Joe Biden của Đảng Dân chủ vừa tuyên bố bà đã sẵn sàng để tranh luận với ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump bà Harris nói với báo giới các bạn hỏi tôi về cuộc tranh luận Tôi trả lời rằng tôi sẵn sàng tranh luận với ông Donald Trump. Phó tổng thống Mỹ nói, bà đồng ý tham gia cuộc tranh luận trước đó được lên lịch vào ngày mùng 10 tháng 9 giữa ông Trump và ông Biden. Bà Harris sẽ thay vị trí ông Biden. Cuộc tranh luận này khi đó cũng đã được ông Trump đồng ý tham gia. Bà Harris phát biểu, bây giờ ông ấy đang chủ bước và tôi thì sẵn sàng. Tôi nghĩ cử tri xứng đáng thấy được sự khác biệt trong cuộc tranh cử này trên sân khấu tranh luận nên tôi đã sẵn sàng. Hôm 23 tháng 7, ông Trump tuyên bố ông sẽ tranh luận với bà Harris ít nhất một lần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Tuy nhiên, ông Trump cho thấy khả năng ông sẽ không thực hiện cuộc tranh luận trên đài ABC. Khi cũng trong ngày 23 tháng 7, ông gọi đài này là tin giả. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nói thêm, ông chưa đồng ý bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc tranh luận với bà Harris. Trước khi quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử, ông Biden và ông Trump đã nhất trí sẽ tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng cử viên tổng thống trước khi bỏ phiếu. Trong cuộc tỷ thí đầu tiên do đài CNN tổ chức hồi cuối tháng 6, Ông Biden đã có màn thể hiện bị đánh giá là lép vế so với đối thủ Cộng hòa, khiến ông đối mặt với nhiều nghi ngại về vấn đề sức khỏe và tuổi tác, cũng như làn sóng kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai chính khách dự kiến sẽ tham gia cuộc so tài hùng biện thứ hai do hãng thông tấn ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9. Song sau, sau quyết định chấn động của ông Biden, bà Harris mong muốn thay tổng thống sắp mãn nhiệm tham gia sự kiện. Tuy nhiên, ông Steve Chung, giám đốc truyền thông cho chiến dịch vận động tái tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump, đã ra tuyên bố nhấn mạnh Chi tiết về cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống không thể được thông qua cho đến khi Đảng Dân Chủ chính thức quyết định về ứng cử viên đại diện. Sẽ không phù hợp khi lên lịch mọi thứ với bà Harris vì Đảng Dân Chủ hiện vẫn có thể thay đổi quyết định của họ. Theo báo Guardian, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ muốn chuyển cuộc tranh luận cho hãng tin Fox tổ chức, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đối đầu với bà Harris nhiều hơn một lần. Theo kết quả cuộc thăm dò do Emerson College, The thực hiện và công bố ngày 25 tháng 7 cho thấy, cựu Tổng thống Trump dẫn trước bà Harris ở bốn bang quan trọng Arizona 49% so với 44%, Georgia 48% so với 46%, Michigan 46% so với 45% và Pennsylvania 48% so với 46%. Ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 47% tại Wisconsin. Với kết quả đó, bà Harris đã vượt qua thành tích của ông Biden trong cuộc thăm dò do Emerson tiến hành đầu tháng này tại năm bang chiến trường. Ngoài ra, một cuộc thăm dò trên toàn quốc do New York Times Sienna College công bố ngày 25 tháng 7 cũng cho thấy bà Harris làm tốt hơn ông Biden khi cạnh tranh với ông Trump. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm với tỷ lệ 48% so với 46%, cho thấy khoảng cách đã thu hẹp so với kết quả 49%, 41% cách đây 3 tuần. Dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, nhưng một số ít bang chiến trường sẽ đóng vai trò quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump, mới đây theo Axios và Fox News, trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 26 tháng 7, FBI cho biết thứ bắn vào tai cựu tổng thống Donald Trump là một viên đạn, dù nguyên vẹn hay vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, được bắn ra từ khẩu súng trường của tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks. Như vậy, kết luận trên đã giúp ông Trump và nhóm vận động tranh cử bác bỏ những hoài nghi trước đó của giám đốc FBI Christopher Wray rằng liệu ông Trump có thực sự bị thương do trúng đạn hay không. Được biết tranh cãi bắt đầu nổ ra khi trước đó giám đốc fbi christopher ray phát biểu trước quốc hội mỹ rằng có một số câu hỏi về việc liệu có phải là một viên đạn hay mảnh đạn đã bắn chúng ta ông trump hay không vì vậy có thể hiểu được khi tôi ngồi đây ngay lúc này tôi không biết liệu viên đạn đó ngoài việc gây ra vết sượt còn có thể rơi xuống một nơi nào khác hay không fbi cho biết đã tìm thấy nhiều mảnh kim loại gần sân khấu và sử dụng những mảnh kim loại đó để xác định xem đó có phải là một viên đạn hay mảnh vỡ đã bắn chúng ông trump hay không Tuyên bố này của FBI hứng chịu nhiều phản đối từ chiến dịch của ông Trump và phe Cộng hòa. Nghị sĩ Ronny Jackson, người từng là bác sĩ của ông Trump tại Nhà Trắng cho rằng ông Ray đã sai khi hoài nghi về thông tin cựu tổng thống trúng đạn vào tay. Ông Jackson viết, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy nó là vật thể khác, không phải viên đạn. Ông Trump cũng lên tiếng phản đối, đó là một viên đạn đã trúng vào tay tôi, rất mạnh. Không có mảnh kính, cũng không có mảnh đạn nào cả. Ông Trump viết, thảo Nam mà FBI đánh mất lòng tin của người Mỹ Cựu tổng thống cũng tuyên bố sẽ quay trở lại Butler, bang Pennsylvania, nơi ông bị ám sát hụt để tổ chức một cuộc vận động tranh cử khác. FBI sau đó ra tuyên bố cho hay, các nhà điều tra luôn coi vụ nổ súng nhằm vào cựu tổng thống Mỹ là âm mưu ám sát bất thành. Nhưng ngay sau khi tuyên bố của FBI được hãng tin Fox News đăng tải, ông Trump đã đăng trên tài khoản mạng xã hội chốt số diều của mình như sau: "Tôi cho rằng đó là lời xin lỗi tốt nhất mà chúng ta sẽ nhận được từ giám đốc Ray. Tôi chấp nhận." Ngày 26 tháng 7 cũng là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện mà không có mảng bông băng gắn trên tay phải bị đạn bắn sượt qua. Nhiều bức ảnh và video được đăng tải cho thấy không có dấu hiệu tay còn bị chảy máu hay có sức sát. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột nga ukraina Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Một quan chức tình báo quân sự Ukraine cho biết, Nga bắt đầu triển khai máy bay không người lái UAV mới trong các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine. Reuters mới đây dẫn lời quan chức trên cho biết, Nga dùng UAV giá rẻ để xác định hệ thống phòng không, quay phim thiệt hại và đóng vai trò là mùa nhử. Hai loại máy bay không người lái mới mà Nga sử dụng trong năm cuộc tấn công trong vòng 2 đến 3 tuần qua, được sản xuất từ các vật liệu rẻ tiền như nhựa xốp và gỗ dán. Một loại mang theo máy ảnh và thẻ SIM điện thoại di động để gửi hình ảnh trở lại cho quân đội Nga. Phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraina, Andriy Chenyak cho biết, các UAV này xác định vị trí các nhóm chiến đấu di động của chúng tôi vốn đang sử dụng súng máy để bắn hạ chúng. Ngoài ra, chúng cũng chụp ảnh vị trí tất cả các hệ thống phòng không của chúng tôi. Các thông tin mới này là bằng chứng cho thấy Nga đang tìm cách thay đổi chiến thuật và thử nghiệm công nghệ mới để giành lợi thế trong cuộc xung đột. Theo ông Cherniak, một loại máy bay không người lái mới của Nga có gắn camera không mang theo chất nổ, nhưng rất giống với máy bay không người lái xa hết và thường bay theo nhóm. Còn loại máy bay không người lái mới thứ hai không chỉ chứa hoặc chỉ chứa một lượng nhỏ thuốc nổ và đang được sử dụng làm mồi nhử. Ông Cherniak cho rằng dù có tầm bay xa, nhưng máy bay không người lái mới có giá 10.000 đô la Mỹ mỗi chiếc, rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không. Chưa kể chúng có thể bay ở độ cao 1.000 m, nằm ngoài tầm bắn của súng máy và trúng trường tự động. Rất khó phân biệt các UAV này với UAV tấn công thông thường. Thông tin trên nếu đúng cho thấy Nga đang tìm cách điều chỉnh chiến thuật, thử nghiệm công nghệ mới để giành lợi thế trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các thành phố, cơ sở hạ tầng của Ukraina. UAV tấn công sa do Iran thiết kế, bay đến mục tiêu và phát nổ khi va chạm, đã trở thành vũ khí chính trong các cuộc tấn công trên không của Nga kể từ khi nước này phát động kế hoạch quân sự vào Ukraina hồi năm 2022. Ukraina đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc không kích của Nga, đồng thời cố gắng che giấu vị trí các hệ thống phòng không của mình. Pháo tự hành Zuzana 2 155mm do Slovakia chế tạo là một trong những vũ khí đầu tiên được nước ngoài viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine sau khi xung đột bùng nổ. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Bratislava đã giao 10 tổ hợp pháo tự hành Zuzana 2 cho Kiev. Vũ khí này đã được sử dụng một cách khá rộng rãi trên chiến trường và không bị phản nàn bất cứ điều gì. Mặc dù vậy vào thời điểm này, vô số thông tin tiêu cực liên quan đến chất lượng vũ khí nói trên lại được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Ukraine. Các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phản nàn về việc độ tin cậy của pháo tự hành Zuzana 2 khá thấp. Một số tổ hợp đã bị hỏng chỉ vài ngày sau khi đến mặt trận và không thể sửa chữa được. Trong quá trình giao tranh, hai khẩu Zuzana 2 đã bị phá hủy, một khẩu khác bị hỏng nặng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là Ukraine bắt đầu chỉ trích vũ khí Slovakia sau khi xảy ra các vấn đề liên quan tới bình diện chính trị khi thủ tướng Robert Fico lên cầm quyền từ tháng 10 năm 2023. Chính quyền mới của Slovakia đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và muốn xem xét lại các chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự. Điều này khiến Kyiv nhiều lần tỏ ý không hài lòng. Zuzana 2 155 mm là pháo tự hành bánh lốp do công ty Constructa Defense của Slovakia sản xuất. Pháo được đặt trên khung gầm đặc biệt 8x8 giúp tăng cường khả năng di chuyển đường dài. Pháo tự hành có trọng lượng 32 tấn, toàn bộ xe được bọc thép để chống lại đạn súng bộ binh, giúp bảo vệ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Vòng cung phía trước chịu được đòn từ đạn xuyên giáp 14,5 mm. Zuzana 2 sử dụng động cơ Tatra T3B 928.70 có công suất 422 mã lực, giúp pháo di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 600 km. Vũ khí trang bị chính là pháo cỡ nòng 155 mm 52, có khả năng bắn các loại đạn bao gồm đạn nổ mạnh tiêu chuẩn, đạn tăng tầm và đạn nổ lõm chống tăng. Pháo được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, cho phép bắn tối đa ở chế độ tự động là 5 phát một phút và bắn 2 phát một phút ở chế độ thủ công. Zuzana 2 có tầm bắn tối thiểu 5 km và tầm bắn tối đa 41,5 km. Ngoài vũ khí chính, pháo được trang bị thêm 4 ống phóng lựu đạn khói mỗi bên và một súng máy phòng không 12,7 mm để tăng khả năng chiến đấu. Hệ thống tên lửa chống tăng ATGM Konet của Nga đã được chứng minh là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để chống lại phương tiện bọc thép và công sự của đối phương. Trên chiến trường Ukraine, tổ hợp vũ khí này đã thể hiện hiệu quả cao nhờ các đặc điểm kỹ thuật và khả năng chiến thuật đặc biệt. Konet không phải là loại vũ khí mới mà đã có mặt trong các cuộc xung đột ở Trung Đông trong hơn 2 thập niên qua, được phát triển từ những năm 1990 và được quân đội Nga đưa vào sử dụng từ năm 1998. Nhiệm vụ chính của tổ hợp này là phá hủy lớp giáp phản ứng nổ được trang bị trên các dòng xe tăng hiện đại, cũng như các mục tiêu bọc thép. Tổ hợp này có một tính năng đặc biệt là bắn liên tiếp hai tên lửa, khiến đối phương không có nhiều thời gian để đối phó. Conet được trang bị hệ thống dẫn đường bằng tia laser bán tự động, đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Tầm bắn tối đa của Conet lên tới 10 km khi sử dụng tên lửa đặc biệt, trong khi đạn tiêu chuẩn có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 5,5 km và có khả năng xuyên qua lớp giáp xe tăng dày 1.200mm. Đầu đạn của tên lửa có thể là loại đạn xuyên lõm hoặc nhiệt áp, tiêu diệt được cả mục tiêu bọc thép cũng như công sự và nhân lực của đối phương. Trên chiến trường Ukraine, konet được các binh sĩ Nga sử dụng để tiêu diệt xe bọc thép, các vị trí kiên cố và cả sinh lực tập trung của đối phương. Hiệu quả sử dụng konet được chính các binh sĩ xác nhận. Một sĩ quan tiền phương của quân đội Nga cho biết, konet có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao, giảm thiểu đáng kể rủi ro cho các trắc thủ của tổ hợp và tăng cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Không chỉ là vũ khí chống tăng hiệu quả, Cornet còn có thể được sử dụng để phá hủy các tòa nhà và công sự kiên cố của đối phương. Một trong những ưu điểm chính của Cornet là tính cơ động. Nó có thể được sử dụng trong cả điều kiện cố định và di động. Tổ hợp này có thể được gắn trên nhiều loại phương tiện khác nhau như xe thiết giáp Tiger, các xe bọc thép BMP-2 và MBD-2. Khả năng này cho phép tên lửa Cornet di chuyển nhanh chóng trên chiến trường và sử dụng trong nhiều tình huống chiến thuật khác nhau. Hệ thống dẫn đường bằng tia laser bán tự động được trang bị trên con giúp đảm bảo độ chính xác cao khi bắn, ngay cả khi có nhiễu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện chiến đấu hiện đại khi đối phương sử dụng hệ thống tác chiến điện tử EVK và các biện pháp đối phó khác. Một lợi thế quan trọng khác của Conet là khả năng sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, khiến loại vũ khí này có thể tiêu diệt được cả mục tiêu bọc thép, các công sự kiên cố cũng như nhân lực của đối phương. Tên lửa Conet hiện được đánh giá là loại vũ khí đáng sợ nhất của các thợ săn xe tăng Nga đang hoạt động trên chiến trường Ukraine. Dựa trên những kinh nghiệm quan trọng khi được triển khai trong xung đột ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch tiếp tục hiện đại hóa và cải tiến tổ hợp tên lửa Konet. Trong tương lai, họ có thể tăng tầm bắn, cải tiến hệ thống dẫn đường và tăng hiệu quả chiến đấu của tổ hợp tên lửa này. Một trong những lĩnh vực được tập trung hiện đại hóa là tích hợp Konet với máy bay không người lái UAV kết hợp với sử dụng UAV trinh sát và dẫn đường. Điều này sẽ làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả trong tiêu diệt các mục tiêu. Một video đăng trên Telegram vừa qua cho thấy Hai xe máy của quân nhân Nga Được gắn bình huấn luyện UDSH Trên giá đỡ tự chế ở đuôi xe UDSH có hình dạng giống Bình chống tăng TM62M Được sử dụng để tạo hiệu ứng khói Nhằm mô phỏng tình huống bình phát nổ Trong quá trình huấn luyện Khi được kích hoạt nó sẽ thả khói liên tục Trong 8 đến 10 phút Đoạn tiếp theo của video là cảnh một binh sĩ Nga Lái xe máy di chuyển với tốc độ cao trên đường Được cho là gần tiền tuyến vừa đi vừa thả khói mù mịt ở phía sau. Thả khói được cho là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ binh sĩ, khí tài khỏi các cuộc tập kích của thiết bị bay không người lái, drone, vũ khí được sử dụng phổ biến hiện nay trên chiến trường Ukraine. Trước xe máy, lực lượng Nga đã lắp đặt thiết bị tạo khói lên nhiều phương tiện quân sự khác để chống drone. Trước đó, Nga từng sử dụng màn khói để che giấu việc chuyển hệ thống phòng không S-300 tới Syria vào năm 2018, màn khói có khả năng làm mù bất kỳ camera quang điện nào và cả một số camera quang học hồng ngoại tùy thuộc vào độ chính xác. Trong xung đột với Ukraine, lực lượng Nga nhiều lần sử dụng màn khói để chọc mù camera trên UAV góc nhìn thứ nhất FPV và trinh sát chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Howard Altman, chuyên gia quốc phòng của Drive, nhận định nếu khói che khuất các đơn vị đang tiến công, FPV không thể lao xuống tập kích và drone trinh sát không thể xác định chính xác vị trí mục tiêu cho pháo binh không chỉ Nga, cả Ukraine cũng đã và đang sử dụng khói ngụy trang trên chiến trường, chẳng hạn như các hệ thống khói ngụy trang trên xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ. Hồi tháng 4, khói ngụy trang cũng đã giúp Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát thị trấn Belogorovka và gia tăng sức ép lên phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Lugansk. Còn kênh Telegram Wrongside trong một video được đăng tải cho thấy lực lượng Nga dùng xe chuyên dụng thả màn khói lớn trên khu vực bằng phẳng gần thị trấn Belogorovka phía tây thành phố Severodonetsk và Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk. Video do UAV Nga ghi lại cho thấy khoảng một chục phương tiện phun ra những vạt khói trắng. Chúng sau đó hợp nhất thành một đám mây che phủ mặt đất. Kênh Rongsai cho biết các đơn vị Nga sau đó chiếm được nhiều cứ điểm của Ukraine trên đường tiến về Belogorovka. Tuy nhiên, Kiev Post cho rằng việc lắp mìn tạo khói lên xe máy có thể phản tác dụng. Vệt khói phát ra phía sau chiếc xe không thể che khuất toàn bộ phương tiện này thậm chí còn đóng vai trò chỉ điểm vị trí và hướng di chuyển của nó, khiến xe máy dễ bị drone phát hiện và nhắm mục tiêu hơn. Tại châu Âu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA một lần nữa bày tỏ lo ngại về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Trong tuyên bố, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã lưu ý về khó khăn trong công tác bảo trì đầy đủ các hệ thống an toàn chính và những thiết bị quan trọng khác tại nhà máy này giữa lúc cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Ông Grossi cảnh báo, tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới, công tác bảo trì là điều cần thiết để ngăn ngừa sự xuống cấp của các cấu trúc, hệ thống và thành phần lò phản ứng. Nếu không được tiến hành thường xuyên và toàn diện, tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân trong tương lai. Tuần qua, các chuyên gia IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã tiến hành một số đợt kiểm tra, trong đó tập trung vào nhiệm vụ giám sát các hoạt động bảo trì trên toàn bộ khu vực nhà máy và tình trạng của các phụ tùng thay thế cần thiết dành cho cơ sở điện hạt nhân này. Theo tuyên bố, đội ngũ chuyên gia IAEA không báo cáo bất kỳ vấn đề an toàn hạt nhân nào liên quan đến các hoạt động bảo trì. Hồi tháng 4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cũng đưa ra cảnh báo tại một phiên họp của Hội đồng an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, rằng thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phát biểu tại phiên họp, ông Grossi cho rằng các vụ tấn công nhằm vào Zaporizhia khiến cộng đồng quốc tế tiến gần hơn đến một tai nạn hạt nhân nguy hiểm. Ông Grossi nói, hai năm của cuộc xung đột đang tác động tiêu cực lên an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Bảy trụ cột về an toàn và an ninh hạt nhân của IAEA đều đã bị xâm phạm. Chúng ta không thể ngồi yên để các nguy cơ này xảy ra. Mặc dù thiệt hại đối với cấu trúc chỉ là bề ngoài, nhưng các cuộc tấn công đã đặt ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Tôi không chỉ lo ngại về bản thân các cuộc tấn công, mà còn về bối cảnh chúng xảy ra. Trong vài tháng trước những cuộc tấn công trực tiếp này đã có sự gia tăng các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái biệt lập ở khu vực lân cận cơ sở và ở thị trấn Enegoda gần đó. Thời điểm đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cũng cho rằng Nga đang nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của IAEA để ngăn các mối đe dọa về an toàn tại Zaporizhia. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt tại Ukraine với tổng công suất 6 GW. Từ cuối tháng 2 năm 2022, nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo New York Times, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chỉ nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga 5 lần. Những lần này chủ yếu do lầu nắm góc khởi xướng, được thực hiện nhằm thảo luận nỗ lực tránh tính toán sai lầm. Trên thực tế, Bộ trưởng Austin đã liên hệ với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nhằm kêu gọi duy trì các đường dây liên lạc. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Belousov kể từ khi ông Belousov thay thế ông Sergei Shoigu vào tháng 5. Nhưng gần đây, theo hai quan chức giấu tên của Mỹ, Bộ trưởng Belousov đã gọi điện để cảnh báo Washington. Bộ trưởng Belousov khẳng định với Bộ trưởng Austin rằng Moscow đã phát hiện một hoạt động bí mật của Ukraine nhằm chống lại Nga và được Washington hậu thuẫn. Mỹ sau đó liên lạc với Ukraine và hỏi liệu họ có thực hiện hoặc có ý định thực hiện một hoạt động như cáo buộc của Moscow hay không. Tuy nhiên, theo New York Times, Ukraine không phải lúc nào cũng nói rõ với Mỹ về hoạt động quân sự của họ, đặc biệt là những hoạt động nhắm mục tiêu Nga. Mặt khác, sự hợp tác về mặt tình báo giữa Mỹ và Ukraine cũng được coi là mấu chốt cho khả năng phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Theo New York Times, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA và nhiều cơ quan tình báo khác của Mỹ đã cung cấp thông tin về những cuộc tấn công bằng tên lửa, theo dõi sự di chuyển của quân đội Nga và giúp hỗ trợ mạng lưới do thám. Những Ukraine không phải là bên được hưởng lợi duy nhất. Sự hợp tác này thậm chí kéo dài trước xung đột, bén dễ từ cách đây hơn một thập kỷ đưa Ukraine trở thành một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc đối đầu với Nga. Trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov từng chỉ trích Washington và con đường phạm xung đột căng thẳng và khiến xung đột kéo dài bằng cách tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Kiev. Theo ông Antonov, xung đột Nga-Ukraine phần lớn mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Trong hai năm qua, các hoạt động khiến Mỹ lo ngại, bao gồm cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga trên bờ biển phía tây của bán đảo Crimea, vụ đánh bom xe tải, phá hủy một phần cầu eo biển Kerch, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Mặc dù Washington phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, giới chức Nga khẳng định Ukraine không thể thực hiện những hoạt động như trên mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko vừa qua cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 7 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý trước khi đồng ý với bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau đề xuất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Năm ngoái, ông Trump có buổi phỏng vấn với Reuters và nói rằng Kiev có thể phải nhận bộ một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình. Viết trên mạng True social mới đây, ông Trump cho biết mình đã có cuộc gọi rất tốt với ông Zelensky, trong đó nhấn mạnh tuyên bố sẽ giúp kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán. Ông nói sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lực lượng chính trị nào ở Mỹ, đặc biệt là Đảng Cộng Hòa, trong trường hợp họ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà quan sát cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau vụ ông bị ám sát hồi vừa qua. Ngoài ra, ông Zelensky lưu ý thêm rằng có nhiều quan điểm khác nhau trong Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả những người cánh hữu cấp tiến hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng đa số trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ Ukraine và người dân Ukraine. Bình luận về nguy cơ mất viện trợ của Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử Tổng thống, ông Zelensky nói rằng khoản hỗ trợ 40 tỷ euro cho năm 2025 đã được thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, Ông Klitschko, thị trưởng Kiev, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Italia, Corriere della Sera rằng vài tháng tới sẽ rất khó khăn đối với ông Zelensky. Ông ấy nên tiếp tục cuộc xung đột với những thiệt hại và sự tàn phá mới, hay cân nhắc thỏa hiệp về lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Làm sao chúng ta có thể giải thích với đất nước rằng chúng ta cần phải từ bỏ những phần lãnh thổ đã làm tiêu tốn sinh mạng của hàng ngàn anh hùng chiến đấu của chúng ta? Dù ông ấy thực hiện động thái nào, Tổng thống của chúng ta đều có nguy cơ tác động xấu đến tình hình chính trị ở Ukraine. Ông Klitschko nói rằng ông Zelensky có thể sẽ cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Vị thị trưởng nói thêm, tôi không nghĩ ông ấy có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có sự hợp pháp hóa của dân chúng. Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moscow sẵn sàng đàm phán một cách thiện trí. Phát biểu trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, ông Kuleba nhấn mạnh, phía Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga. Tất nhiên, các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, trong cuộc gặp quốc vụ khanh, tức người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hiểu sự cần thiết và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong. Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình của phía Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng thông điệp này có thể nói là nhất quán với quan điểm của Liên bang Nga. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov nói Các bạn biết rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, luôn duy trì sự cởi mở trong quá trình đàm phán. Nhưng ở đây có những chi tiết quan trọng mà tôi và các bạn vẫn chưa biết. Cũng bình luận về triển vọng hòa đàm với Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói với các phóng viên, không ai tin ông Zelensky. Bà Zakharova nhắc lại việc Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây đã không làm gì để hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Zelensky, cấm Kiev tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow. Ông Zelensky đã ban hành các sắc lệnh này vào mùa thu năm 2022 sau khi bốn vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, tuần trước Tổng thống Ukraine lại cho hay, ông thấy không có gì khác biệt trong việc phải đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo Nga nào khác để kết thúc khủng hoảng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các tuyên bố của ông Zelensky chỉ nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình do ông đề xuất và kéo các nước ủng hộ sáng kiến này, bất chấp sự bác bỏ của Moscow. Theo hãng tin Reuters, hồi tháng 2, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột, nhưng đã bị phía Mỹ bác bỏ sau khi hai bên liên lạc qua kênh trung gian. Tiếp đó vào tháng 5, Reuters đưa tin rằng ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn đạt được thông qua đàm phán. Nhưng người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Kiev và phương Tây không phản ứng. Gần nhất là vào tháng 6, ông Putin cho biết Liên bang Nga sẽ chỉ chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và bàn giao toàn bộ khu vực mà Moscow đã sắp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm, yêu cầu Nga rút binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã mô tả những tổn thất của Ukraine trên tiền tuyến, chỉ là dấu hiệu cho thấy nước này đang tạo ra lực lượng cho một cuộc tập kích tiếp theo. Trong bài phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, Mỹ mới đây, ông Cavoli đánh giá chiến lược quân sự tổng thể của Kiev là tuyệt vời, xét về mặt cân bằng giữa tuyển dụng, đào tạo và mua sắm vũ khí. Theo ông Cavoli, trong xung đột hiện đại, một bên hoặc thắng nhanh chóng và lập tức, hoặc bị mắc kẹt trong một thời gian dài với những bước ngoặt khó lường và cuộc khủng hoảng ở Ukraine là trường hợp sau. Vị tướng hàng đầu NATO giải thích, phần lớn vấn đề phụ thuộc vào khả năng tạo lực lượng. Bên nào có thể tạo ra lực lượng nhanh nhất và tận dụng lợi thế đó khi có cơ hội? Tôi nghĩ Ukraine có một chiến lược tuyệt vời. Đó chỉ là vấn đề thực thi nó. Ông Cavoli nhấn mạnh, việc xây dựng lực lượng hoặc tìm ra cách tốt nhất để sử dụng nhân lực, đào tạo và vũ khí là chìa khóa để bảo đảm chiến thắng. Quan chức này ca ngợi những nỗ lực huy động quân gần đây của Ukraine, đồng thời nói việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây cho Kiev cũng tiến triển tốt. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chính phủ Ukraine nhiều lần phản nàn về việc vũ khí do phương Tây bàn giao không đủ và đến quá muộn, khiến Kiev đối mặt với những bước lùi trên tiền tuyến. Trong chuyến công du tới Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phương Tây chưa chuyển bất cứ tiêm kích F-16 nào cho Kiev, dù đã cam kết viện trợ hàng chục chiếc. Đầu tháng này, ông Zelensky cũng cho biết, Kiev có lực lượng trong tư thế sẵn sàng nhưng không thể chiến đấu vì họ vẫn chờ được trang bị vũ khí. Trong khi đó, những bước tiến của Nga, bao gồm việc Nga giành được những ngôi làng ở phía đông Ukraine, là điều đáng lo ngại đối với Kiev. Khi lực lượng này đang phải dàn mỏng và căng mình ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến dài hơn 900 km. Mới đây nhất, lực lượng Nga đã tiến vào làng Urozhaine, tỉnh Donetsk, một ngôi làng mà Ukraine đã giành lại được trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, Ông Najar người phát ngôn nhóm quân Khodoshia của Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã rút lui khỏi ngôi làng này. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các bước tiến chậm nhưng chắc của Nga đang dần đảo ngược những chiến thắng khó khăn lắm Ukraine mới giành được trong những lần phản công trước đó. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ Bombardier CRJ200 của hãng Sauria Airlines Nepal đã gặp nạn khi đang cất cánh từ sân bay quốc tế Chibhuvan ở thủ đô Kamandu của Nepal, khiến 18 người trên phi cơ thiệt mạng. Chỉ duy nhất phi công Manish Ratna Sakia sống sót. Tờ Independent dẫn lời quan chức cấp cao cảnh sát Nepal, ông Damba Biswakarma cho biết, khi nhóm cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn máy bay, họ phát hiện cơ trưởng Manish Ratna Sakia vẫn còn sống sót trong tình trạng khó thở. Ngay lập tức, họ đã đập vỡ cửa khoang lái và kéo cơ trưởng Sakia ra ngoài. Khi đó, toàn bộ khuôn mặt viên phi công chảy đầy máu. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa cơ trưởng Sakia đến bệnh viện. Bộ trưởng Hàng không dân dụng Nepal, ông Badri Pandey cho biết, máy bay đã đột ngột ngoặt sang phải trong lúc cất cánh, rồi lao xuống khu vực phía đông đường băng của sân bay. Video từ camera giám sát tại sân bay cho thấy, chiếc phi cơ bốc cháy khi va chạm với mặt đất, trượt nhanh xuống phía cuối sân bay và phần thân của nó rơi xuống sườn núi gần đường băng. Ông Paday nói, phi cơ đâm trúng một container hàng nằm ở rìa sân bay, sau đó tiếp tục rơi xuống sườn dốc phía dưới. Tuy nhiên, buồng lái tách rời khỏi thân sau cú va chạm và mắc kẹt bên trong container. Đó là lý do phi công sống sót. Phần còn lại của máy bay đã đâm vào cỏ đất, khiến nó bị vỡ thành nhiều mảnh và bắt lửa, khiến mọi thứ đều bị thiêu rụi. Chiếc máy bay Bombardier CRJ-200 của hãng hàng không Sauria Airlines đã bị rơi tại sân bay Kathmandu ngày 24 tháng 7 khi đang bắt đầu chuyến bay kéo dài 20 phút đến Pokhara để bảo dưỡng. Người phát ngôn hãng hàng không Saudi Airlines, ông Bukes Khanan cho biết, chiếc máy bay chuyên chở một nhóm kỹ thuật tới Pokhara để xem xét việc bảo dưỡng toàn bộ máy bay. Khi gặp nạn, máy bay chở theo 19 người, trong đó có hai thành viên phi hành đoàn. Cục hàng không dân dụng Nepal sẽ bàn giao lại hộp đen và những gì còn lại của chiếc máy bay cho ủy ban điều tra của chính phủ. Giới chức Nepal cũng đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Theo ông Jagannath Nirala, người đứng đầu ban quản lý sân bay Chibuvan Đánh giá sơ bộ cho thấy chiếc phi cơ đã rẽ nhầm hướng. Nó đã rẽ phải ngay sau khi cất cánh, trong khi đáng lẽ phải rẽ trái. Các viên chức cấp cao Mỹ và Mexico mới đây thông báo đã bắt giữ Ismael Zambada Garcia với biệt danh El Mayo, thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Sinaloa cùng Hoa Guzman Lopez, con trai của chủ ma túy El Chapo, đang thụ án trung thân ở Mỹ. Đây là những tay buôn ma túy quyền lực nhất Mexico điều hành các hoạt động buôn bán cocaine và fentanyl quy mô lớn xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy vào Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực khác. Theo Washington Post, vụ bắt giữ đã giáng đòn mạnh vào Sinaloa, băng đảng buôn bán ma túy toàn cầu, tổ chức lớn nhất tuần ma túy fentanyl vào Mỹ. Trước đó, một viên chức Bộ An ninh Nội địa giấu tên cho hay, hai người đàn ông này đã bị lừa lên một chiếc máy bay tư nhân đến Mỹ. Zambada và Hoa Guzman là hai trong số những kẻ buôn ma túy bị chính phủ Mỹ truy nã gắt gao nhất. Thời điểm đó, Bộ ngoại giao Mỹ trao thưởng số tiền 15 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Zamada. Tuy nhiên, sau khi Zamada và Guzman bị các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ, tổng thống Mexico Andres Manuel López Obrador kêu gọi Mỹ minh bạch thông tin. Tổng thống Obrador tuyên bố, đó không chỉ là vấn đề về thông báo mà còn là sự minh bạch. Sau khi bị bắt, Guzman đã bị áp tải lên máy bay tới Chicago, còn Zamada vẫn bị giam ở El Paso. Chính phủ Mexico cho biết, họ không được thông báo bất cứ tin tức gì về chiến dịch bí mật của giới chức Mỹ. Tuy nhiên hiện nay có ý kiến cho rằng Yamada và Guzman đã tự dàn dựng vụ bắt, nhưng có ý kiến nhận định cả hai bị lừa bay tới Mỹ và bị bắt ở đó. Thậm chí còn có thông tin khác là Guzman đã đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ và phản bội Yamada. Mặt khác, nếu Guzman không phản bội ông trùm Yamada, vụ bắt hai chùm ma túy cũng có thể gây bất ổn với tình hình an ninh Mexico. Trước đây, khi thủ lĩnh bị bắt, các nhóm tội phạm có xu hướng chia rẽ và đấu đá nhau để tranh giành địa bàn. Vụ bắt giữ lần này là một chiến thắng cho các nhà điều tra liên bang thuộc cơ quan phòng chống ma túy, cơ quan điều tra an ninh nội địa và FBI Mỹ, những người đã truy đuổi các thành viên cấp cao nhất của băng đảng Sinaloa suốt nhiều năm qua. Hồi tháng 2, giám đốc cục phòng chống ma túy Mỹ, DEA, Al Mingram cho biết, chính phủ nước này nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào băng đảng Sinaloa khi đây là tổ chức buôn bán fentanyl lớn nhất vào Mỹ. Thuốc phiện tổng hợp là nguyên nhân cho đại dịch ma túy chết người nhất trong lịch sử nước Mỹ với hàng chục nghìn ca tử vong trong vài năm qua. Các vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa tăng cường công kích chính quyền tổng thống Joe Biden vì bệnh dịch fentanyl ngay trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trước đây, Mexico thường xuyên bắt giữ những chủ ma túy và các thời điểm chính trị quan trọng nhằm cải thiện mối quan hệ với Washington. Tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng RUSI có trụ sở tại London tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông John Healy đã đưa ra những phát biểu quan trọng về tình trạng hiện tại của lực lượng vũ trang nước này. Ông Healy cho biết, quân đội Anh đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, bao gồm thiếu nhân sự, kém hiệu quả trong quá trình mua sắm và nhiều vấn đề khác. Theo Bộ trưởng Healy, cả ba lực lượng trong quân đội Anh, lục quân, hải quân và không quân đều đang suy yếu, lãng phí trong các hoạt động mua sắm, tinh thần binh sĩ thấp, khủng hoảng trong việc tuyển dụng và giữ chân binh sĩ, cùng với việc các cựu chiến binh không thể tiếp cận các dịch vụ mà họ xứng đáng được hưởng. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề này đã tồn tại từ trước và trở nên nghiêm trọng hơn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quân sự. Bộ trưởng Heli cũng bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng và nhấn mạnh rằng quân đội anh cần phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các thách thức này. Ông lưu ý cần phải chấm dứt tình trạng xung đột nội bộ hiện nay trong lực lượng vũ trang về việc phân bổ nguồn tài chính hạn chế cho các dự án vẫn còn nghi vấn. Chúng ta nên tập trung vào việc chiến đấu ở tiền tuyến chứ không phải vào các tranh cãi tài chính, ông Heli phát biểu, tuyên bố về một kỷ nguyên mới trong hoạt động của lực lượng vũ trang anh. Trong bài phát biểu của mình, ông Heli còn tiết lộ rằng trong hai tuần kể từ khi công đảng Anh tiếp quản các hoạt động của chính phủ, tình trạng của lực lượng vũ trang Anh tồi tệ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Ông cho biết đã triển khai một đợt đánh giá toàn diện về quốc phòng vào tuần trước và cam kết thiết lập một thời kỳ mới cho lực lượng vũ trang với mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn động và tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội. Tướng Valery Zaluzny, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, cũng đã phát biểu tại hội nghị. Ông Zaluzny nhấn mạnh nhu cầu của Anh và các nước phương Tây khác phải chuẩn bị để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới tiềm tàng. Lưu ý rằng mối đe dọa này liên quan đến toàn bộ xã hội, không chỉ quân đội. Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ mới ở Anh nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Hai nước cũng sẽ hợp tác để giải quyết các cách thức an ninh mạng tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy và người đồng cấp Đức Boris Pistorius ký tại thủ đô Berlin của Đức trước khi diễn ra cuộc gặp tại cuộc họp báo chung tối cùng ngày. Chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh là một phần trong chuyến công du hai ngày đến một loạt nước, trong đó có Pháp, Ba Lan và Estonia với cam kết của chính phủ mới ở Anh về tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh trong Liên minh châu Âu-EU. Phát biểu tại Berlin, Ông Haley đã chỉ trích những người tiền nhiệm vì đã chủ trì 7 năm, trong đó có các mối quan hệ thiết yếu của anh với nhiều đồng minh châu Âu ở trong tình trạng căng thẳng nhất. Đồng thời tuyên bố sẽ thiết lập lại vị thế chiến lược của đất nước trên lục địa này. Ông Haley nói, chuyến công du này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng an ninh châu Âu sẽ là ưu tiên quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của chính phủ mới của anh. Tuyên bố quốc phòng mới của chúng tôi giữa Anh và Đức sẽ khởi động một mối quan hệ quốc phòng mới sâu sắc được xây dựng dựa trên các giá trị chung giữa hai quốc gia chúng ta. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hai nước cũng sẽ hợp tác cùng nhau để giải quyết các thách thức an ninh như lĩnh vực mạng. Tân Thủ tướng Kay Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn, một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư. Vào tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nước Baltic, đồng thời khẳng định Berlin sẽ nỗ lực thực hiện tốt sứ mệnh phòng thủ chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Đức đưa ra trong chuyến thăm Litva. Phát biểu tại họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Litva Zitanas Nauseda tại khu huấn luyện quân sự Pabrade, Thủ tướng Scholz cho biết Đức đang đầu tư mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, cũng như thực hiện tốt sứ mệnh trong khuôn khổ hoạt động phòng thủ chung của NATO. Đức và Litva hiện đang tích cực chuẩn bị cho việc một lữ đoàn của quân đội Đức đóng quân thường trực ở Litva. Về phần mình, Tổng thống Nauseda khẳng định mối quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng có tầm quan trọng chiến lược đối với Litva. Tổng thống Nauseda đánh giá cao việc Đức quyết định cho một lữ đoàn đóng quân lâu dài ở Litva, coi đây là minh chứng cho cam kết của Đức đối với hoạt động phòng thủ tập thể. Hungary hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của Hội đồng EU, cơ quan xác định các ưu tiên và định hướng chính trị chung của khối. Thủ tướng Hungary Orbán đã xúc tiến những gì ông coi là sứ mệnh hòa bình Ukraine vào đầu tháng này nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng ở châu Âu bằng cách tiếp xúc với năm chủ thể chính gồm Ukraine, Nga, Trung Quốc, EU và Mỹ. Trong quá trình đó, ông Orbán đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow khiến các nhà lãnh đạo EU tức giận. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn mới với nhật báo Hurriyet, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kể lại cuộc gặp của mình với ông Orbán bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington, nước Mỹ, hồi đầu tháng 7. Nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi ông Erdogan cùng tham gia nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Song ông Erdogan đề nghị kiên nhẫn và bày tỏ hy vọng khi thời điểm đến sẽ cùng nhau làm những gì cần thiết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thêm, Thủ tướng Hungary cũng chia sẻ kế hoạch tới gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tái chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Erdogan kể, các lãnh đạo EU bắt đầu chỉ trích ông Viktor Orbán gay gắt. Như bạn biết đấy, ông Orbán đã đến Kiev, rồi tới Moscow và họ đã lên án ông ấy. Ông Orbán sau đó đến Trung Quốc và cũng bị chỉ trích theo cách tương tự. Nghị viện châu Âu tuần trước đã lên án chuyến thăm Nga của ông Orbán, mô tả đây là sự vi phạm trắng trợn các hiệp ước và chính sách đối ngoại chung của EU. Ông Erdogan nói hiện họ đang tính toán cách loại Hungary khỏi vị trí chủ tịch EU. Mâu thuẫn giữa EU và Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell, thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại Bruxelles, Bỉ, thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp ngày 22 tháng 7 của các ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Ông Borrell cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra ở Budapest vào cuối tháng 8 sẽ được chuyển đến tổ chức tại Bruxelles. Theo các quan chức tại cuộc họp vừa diễn ra ở Bruxelles, nhiều ngoại trưởng nước thành viên EU đã thể hiện lập trường trái ngược với Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Joseph Borrell cho biết gần như tất cả các quốc gia thành viên ngoại trừ Slovakia đều phản đối động thái riêng của Hungary. Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary ông Peter Sijato cho biết nước này sẽ chặn 6,5 tỷ euro tiền bồi thường từ Quỹ Hòa bình châu Âu EPF cho các nước Liên minh châu Âu EU đã cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev giải quyết vấn đề vận chuyển dầu của Nga sang Hungary và Slovakia. Đầu tháng này, Hungary và Slovakia cho biết đã ngừng nhận dầu từ tập đoàn Lukoil của Nga thông qua đường ống Drus sau khi Ukraine áp đặt lệnh cấm từ tháng 6 đối với việc vận chuyển quá cảnh dầu từ nhà cung cấp Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ATV, Ông Szijjártó tuyên bố Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ. Ông Szijjártó cũng lưu ý việc Hungary và Slovakia có thể kiện Ukraine tại tòa án EU do vi phạm thỏa thuận liên kết. Ông giải thích thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine quy định Ukraine không được làm gián đoạn quá trình vận chuyển các nguồn năng lượng của Ukraine đến các nước thành viên EU dù là hoàn toàn hay một phần. Hiện 33% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary và khoảng từ 40 đến 50% lượng dầu thô nhập khẩu của Slovakia đến từ tập đoàn Lukoil. EPF, một cơ chế được tạo ra từ năm 2021, hoạt động như một chương trình bồi thường cho các quốc gia thành viên EU gửi vũ khí từ các quốc gia khác. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ năm 2022, các quốc gia thành viên cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể yêu cầu bồi thường từ quỹ này. Nhưng Hungary đã chặn việc giải ngân của EPF trong hơn một năm với nhiều lý do khác nhau. Mâu thuẫn giữa EU và quốc gia thành viên là Hungary về vấn đề Ukraine càng trở nên nghiêm trọng khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại Bruxelles, Bỉ, thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU. Ông Sergio cho biết tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao EU diễn ra ở Bruxelles ngày 22 tháng 7, ông đối mặt với sự phản đối gay gắt khi ông Borrell và nhiều chính trị gia ủng hộ chiến tranh ở châu Âu đã không chấp nhận thực tế Thủ tướng Hungary thực hiện sứ mệnh hòa bình trong thời gian gần đây. Kể từ khi đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên EU vào ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã thực hiện sáng kiến sứ mệnh hòa bình. Theo đó, ông gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Moscow và Bắc Kinh mà không nhận được sự đồng tình chung của EU. Đồng thời, chính quyền của Thủ tướng Orbán cũng cáo buộc rằng chính sách của EU là ủng hộ giao tranh. Lầu Năm Góc cho biết trong chiến lược Bắc Cực mới, Bắc Cực trở thành khu vực đối đầu chiến lược của Mỹ. Cụ thể, Lầu Năm Góc cho hay những thay đổi lớn về địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu về cách tiếp cận chiến lược mới này đối với Bắc Cực. Theo chiến lược Bắc Cực mới của Mỹ, những thay đổi bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga, cũng như những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Chiến lược Bắc Cực mới cũng chỉ ra khu vực ngày càng dễ tiếp cận này đang trở thành địa điểm cho sự cạnh tranh chiến lược và Mỹ phải sẵn sàng ứng phó với thách thức cùng với các đồng minh và đối tác. Theo chiến lược Bắc Cực, những thay đổi này báo hiệu một môi trường an ninh Bắc Cực mới, năng động hơn. Chúng cũng có khả năng thay đổi bức tranh ổn định ở khu vực và nhiều mối đe dọa đối với Bắc Cực. Chiến lược của Mỹ cũng nhằm duy trì sự ổn định ở khu vực Bắc Cực, nơi Washington hy vọng sẽ bảo vệ được lợi ích quốc gia. Chiến lược Lầu Năm Góc Nêu Chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra sự cần thiết tăng cường năng lực ở Bắc Cực, thúc đẩy hợp tác với các đồng minh và đối tác, đồng thời tập trận để xây dựng khả năng sẵn sàng cho các hoạt động ứng phó. Theo chiến lược Bắc Cực của Lầu Năm Góc, Mỹ cần tăng cường năng lực và đầu tư vào việc chia sẻ thông tin và tình báo với các đồng minh để cải thiện sự hiểu biết về môi trường hoạt động và tăng cường năng lực quản lý rủi ro. Lầu Năm Góc mong đợi sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác cũng như chính quyền địa phương và ngành công nghiệp để cung cấp khả năng gian đe tích hợp và tăng cường an ninh chung. Ngoài ra, chiến lược cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường hiện diện ở Bắc Cực bằng cách huấn luyện độc lập và cùng với các đồng minh và đối tác để chứng minh khả năng tương tác và năng lực chung đáng tin cậy. Chiến lược trên của Mỹ được ban hành trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây ở Bắc Cực đã gia tăng đáng kể khi Moscow chỉ trích những tuyên bố của Washington về khu vực này cũng như việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự. Theo nhận định của Paul Goebbels, chuyên gia về Á Âu, từng là giám đốc nghiên cứu và xuất bản tại Học viện Ngoại giao Azerbaijan, cũng như đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Mặc dù bị lu mờ bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng những diễn biến ở Bắc Cực trong tháng qua đã tạo tiền đề cho khu vực này trở thành điểm nóng tiếp theo của cuộc đối đầu kinh tế, địa chính trị và quân sự giữa Nga và phương Tây. Căng thẳng mới trong cuộc đối đầu này xảy ra tại cuộc họp của Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế ở Jamaica vào cuối tháng 3, ở đó, các đại diện của Nga đã chỉ trích Mỹ vì những tuyên bố mới mà Washington đưa ra vào tháng 12 năm ngoái về Bắc Cực và đáy biển giàu khoáng sản. Các đại diện của Nga nhấn mạnh rằng Mỹ đang lạm dụng luật pháp quốc tế để có lợi cho mình và gây ra xung đột với Nga, các cường quốc Bắc Cực khác và cả thế giới. Theo các nhà bình luận và chính trị gia Nga, phản ứng của Điện Kremlin có thể bao gồm việc rút khỏi Hội đồng Bắc Cực, Hiệp ước Luật Biển, bác bỏ thỏa thuận Baker Sevagnas năm 1990 liên quan đến việc thiết lập biên giới biển giữa Moscow và phương Tây, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực để chống lại NATO và Mỹ. Trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, nhiều nước, trong đó có Ukraine, đã hoài nghi về một cuộc chiến tranh lớn hơn có thể quay trở lại châu Âu. Hơn 2 năm sau, một sự thay đổi khác từng không thể tưởng tượng được đang diễn ra về chế độ nghĩa vụ quân sự một số quốc gia châu Âu đã tái lập hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết. Một phần trong một loạt chính sách nhằm tăng cường khả năng phòng thủ có tiềm năng sẽ được mở rộng hơn nữa. Robert Hamilton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Âu Á tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, từng là sĩ quan quân đội Mỹ trong 30 năm cho biết, chúng ta đang nhận ra rằng phương Tây có thể phải điều chỉnh cách huy động cho chiến tranh và điều chỉnh cách sản xuất thiết bị quân sự cũng như cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự về phần mình tướng wesley clark đã nghỉ hưu người từng là tổng tư lệnh tối cao của nato tại châu âu nêu rõ nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn ở châu âu đã gia tăng sau khi xung đột nga ukraine nổ ra hiện có một cuộc xung đột ở châu âu mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy lại đây có phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới hay một cuộc xung đột thực sự đang nổi lên hay không vẫn chưa rõ ràng nhưng đó là một lời cảnh báo rất cấp bách đối với nato rằng chúng tôi phải xây dựng lại hệ thống phòng thủ của mình ông clark cho biết những nỗ lực đó bao gồm cả chế độ nghĩa vụ quân sự. Một số quốc gia châu Âu đã dừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Bắc Âu và Baltic, đã tái áp dụng chế độ này trong những năm gần đây, chủ yếu là do những lo ngại từ Nga. Không nhập ngũ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là án tù ở một số nước. Latvia là quốc gia mới nhất áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã được tái áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm nay. Sau khi bị bãi bỏ vào năm 2006, công dân nam sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng sau khi đủ 18 tuổi. Các cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự cũng đang diễn ra ở các nước châu Âu khác, hiện chưa yêu cầu nghĩa vụ này. Ở Anh, Đảng Bảo thủ đã đưa ra ý tưởng về nghĩa vụ quân sự trong chiến dịch tranh cử không thành công của họ. Nhưng có lẽ sự chuyển đổi đáng ngạc nhiên nhất đang diễn ra ở Đức, nơi đã có ác cảm với quân sự hóa kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Trong một động thái lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh, năm nay, Đức đã cập nhật kế hoạch của mình trong trường hợp xung đột nổ ra ở châu Âu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius đã trình bày một đề xuất vào tháng 6 vừa qua về một nghĩa vụ quân sự tình nguyện mới. Ông Pistorius tuyên bố, chúng tôi phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Shin Monaghan, một nghiên cứu viên tại chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế bình luận, chúng ta đang chứng kiến cuộc tranh luận đang diễn ra sôi động, và đó là bước đầu tiên điều này không xảy ra trong một sớm một chiều, mà là một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần. Theo chuyên gia Monaghan, do chế độ nghĩa vụ quân sự vẫn là chủ đề không được ưa chuộng ở một số quốc gia, NATO đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu mới là có 300.000 quân sẵn sàng hoạt động trong vòng một tháng và nửa triệu quân nữa trong vòng 6 tháng. Ông Monaghan nói, trong khi NATO tuyên bố đã đạt được mục tiêu đó, các thành viên của Liên minh trong EU nói rằng họ sẽ gặp khó khăn. NATO dựa vào lực lượng Mỹ để đạt được mục tiêu của mình các thành viên NATO ở châu Âu cần tìm ra những cách mới để đảm bảo nhân sự. Phải có điều gì đó thay đổi ở đây. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Kênh truyền hình al do phong trào Houthi ở Yemen điều hành cho biết, Liên quân Mỹ-Anh gần đây đã tiến hành ba đợt không kích nhằm vào sân bay tại thành phố cảng Hodeida, nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng này. Những đợt tấn công nêu trên diễn ra sau khi Liên minh Hải quân Mỹ-Anh thực hiện bốn cuộc không kích nhằm vào đảo Camaran ở Biển Đỏ. Kênh Al Masira không cung cấp thêm thông tin về vụ việc hay con số thương vong. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân địa phương khẳng định những đợt không kích đã đánh trúng các mục tiêu quân sự của Houthi trên đảo. Liên quân Mỹ Anh hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên. Houthi chiếm đảo Camaran cùng với nhiều khu vực phía bắc Yemen từ cuối năm 2014, buộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sana. Trước đó vào tháng 6, Đài truyền hình Masira cũng đã đưa tin Liên minh Hải quân Mỹ và Anh đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeida của Yemen ven biển đỏ. Theo nguồn tin trên, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở quận Al phía tây bắc thành phố Hodeida. Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng mục tiêu không kích nhắm vào các vị trí của Houthi nằm ở quận này. Cùng thời điểm đó, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã phá hủy hai tên lửa hành trình chống hạm tại một khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Sencom đánh giá các tên lửa hành trình này là mối đe dọa tiềm tàng đối với nước này cũng như các lực lượng liên minh và các tàu thương mại đi qua khu vực biển đỏ. Từ tháng 11 năm ngoái, Houthis đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào tàu thuyền có liên hệ với Israel ở biển đỏ và vịnh Aden với lý do phản đối kế hoạch quân sự của nước này tại giải Gaza. Từ tháng 1 năm 2024, Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích các mục tiêu của Houthis để ngăn những cuộc tấn công của lực lượng này. Bước đi đó cũng dẫn đến chiều hướng gia tăng các vụ tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại cũng như các tàu hải quân của Anh và Mỹ ở Biển Đỏ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận một cuộc tấn công đã xảy ra gần căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi quân đội Mỹ đồn trú ở tỉnh Anba phía tây Iraq. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã xảy ra một cuộc tấn công gần bên ngoài căn cứ và không gây thiệt hại hay thương tích. Lầu Năm Góc cho biết thêm hiện tại vẫn chưa biết thiết bị nào được sử dụng trong cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 7 hoặc bao nhiêu quả đạn đã được phóng đi. Cuộc tấn công hôm 25 tháng 7 diễn ra sau một cuộc họp an ninh giữa giới chức Mỹ và Iraq ở Washington DC, Mỹ thảo luận về tương lai của liên minh chống các nhóm nổi dậy ở Iraq. Những nhóm do Iran hậu thuẫn tại đây đang kêu gọi liên minh rút quân. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24 tháng 7 cho hay các phái đoàn đã đạt hiểu biết về khái niệm cho một giai đoạn mới trong mối quan hệ an ninh song phương. Điều này sẽ bao gồm hợp tác thông qua các sĩ quan liên lạc, đào tạo và các chương trình hợp tác an ninh truyền thống. Hôm 16 tháng 7, căn cứ Ain al-Assad bị tấn công bằng hai UAV, trong đó có một chiếc nổ bên trong căn cứ nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Một quan chức an ninh cấp cao ở Baghdad cho rằng vụ tấn công này nhằm mục đích làm bẽ mặt chính phủ Iraq trước cuộc họp an ninh. Trong hơn 3 tháng, khi căng thẳng khu vực tăng cao vì xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza, quân đội Mỹ ở Trung Đông, chủ yếu là ở Iraq và Syria, bị tấn công khoảng 175 lần. Phong trào kháng chiến Hồi giáo Iraq, liên minh các nhóm được Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm về hầu hết các cuộc tấn công và nói rằng động thái đó nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công kể từ tháng 10 năm 2023 sau khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Hiện quân đội Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở miền đông Syria làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của IS. Nhóm khủng bố từng chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014 trước khi bị đánh bại. Căn cứ Ain al-Assad cũng từng là mục tiêu bị Iran tấn công để trả đũa vụ cựu tướng quân đội Iran Qasem Soleimani bị Mỹ sát hại vào năm 2020. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!